Ngày nay chúng ta đã quá quen với hình ảnh của LGBT cùng những thành công nhất định. Thế nhưng một ngày bạn nghe được tin thầy giáo ở tuổi 60 come out thì bạn sẽ nghĩ gì? Đó là một người thầy làm hiệu trưởng ở trường tiểu học mà mình đã học cách đây 25 năm về trước. Lúc đó chắc chắn mình quá nhỏ để nhận thấy những cử chỉ khác biệt cũng như là những hành động của thầy, hoặc là do vị trí và vai trò của mình nên thầy sẽ không thể hiện ra và nhìn nhận mình là một người thuộc giới LGBT, đúng không? Ngày hôm nay mình nghe được tin là thầy đã chủ động come out với gia đình và xã hội ở một độ tuổi lớn như vậy, mình thấy rất là thương. Chắc chắn là thầy đã giữ cái bí mật này trong một thời gian rất là dài, cũng như là phải nuôi dưỡng lòng dũng cảm của mình quá là lâu để có thể bước ra ánh sáng và nói về sự thật giới tính của mình cho mọi người biết. Quan điểm của mình là như thế này: dù bạn là một chính trị gia hay là một thợ cắt tóc, dù bạn đang đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xã hội này, miễn là bạn chấp nhận chính bản thân mình và sống có trách nhiệm vì bản thân mình và những người xung quanh, thì bạn thuộc giới tính nào cũng đáng trân trọng hết. Như người thầy hiệu trưởng trong câu chuyện của mình ngày hôm nay, dù lời come out có chút muộn màng, nhưng chắc hẳn lúc này thầy đang rất là hạnh phúc vì dù là muộn nhưng mà cuối cùng thầy cũng đã mạnh dạn công khai giới tính của mình với xã hội. Thử đặt mình vào vị trí là người thân của thầy, thì bạn có sẵn sàng chấp nhận một người thầy, một người cha như vậy không? Nhân dịp những ngày tháng 6 vô cùng dễ thương, tháng 6 cùng với TikTok hưởng ứng phong trào tự hào đa sắc, mình gửi lên chút sức khỏe đến người thầy kính yêu cũng như các bạn trong cộng đồng LGBT nha. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và theo đuổi được ước mơ của mình.